Nông Nhật chào mừng tất cả các cô, chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì em sẽ đến cho cô, chú, anh chị một chiếc xe với số tiền là 175 triệu. Bớt cho cô, chú, anh chị nào thiện chí. 5 triệu, à, 5 triệu xe này là chính chủ nha anh chị nha, chính chủ. Ký rút ok. Và bây giờ mời tất cả các cô, chú, anh chị cùng theo em review về chiếc xe 175 triệu này. Coi em nó có những gì ha. Tên em nó là Chevrolet Cruze, sản xuất đời 2010. Đăng ký là 5 chỗ ngồi số sàn. Đồng sơn si thì con xe này không thể gì mà chê được nha quý anh chị nha. Nước sơn bên ngoài em nó rất là len keng, rất là lộng lẫy và rất là len xà beng. Mình bọng của em nó nha anh chị nè, nhìn rất là liền lạc nha anh chị nha. Xe này xe zin không lỗi nha anh chị nha, bao anh chị không lỗi ha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 1 năm 2025 chúng mình mới gặp lại nhau anh chị không. Những đường vân kẽ hở của em nó nè anh chị không, nó rất là rin, nó rất là liền lạc. Thì những dấu hiệu này nói lên con xe của mình không bị cấn đụng nha anh chị ha. Anh chị không, cản trước nè, cản ba đời sóc trước, ba đời sóc sau anh chị không. Nhìn nó một cái chức một chiếc rin là anh chị nhìn là anh chị thấy rồi, chứ không cần mình phải soi kỹ nó, liếc sơ qua một cái thôi là mình biết cái xe của mình cái độ chức nó như thế nào đó anh chị thôi. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Xe thì đã dán vin cách nhì anh chị ha, bốn tay nắm cửa thì cũng đã được dán lên inox. Đây nội thất bên trong của em nó anh chị thấy không, nội thất rất chi là đẹp luôn, quá sạch sẽ cho một cuộc tình luôn, quá đẹp cho một cuộc tình. Đây tapi taplo nè anh chị thấy không, vân em nó nổi nè, không thể gì bằng chải được, quá đẹp luôn nè. Keo chỉ keo cột nè anh chị thấy không, keo chỉ nè căng đét đèn đẹp luôn đó. 175 triệu đồng đó, anh chị nào lấy thì để anh chị 170 đó, cuối năm rồi xả cho cô chú anh chị lấy về đi du xuân luôn ha. Đây anh chị thấy không, đinh tán nè, nó rin. Nói chung là cái xe rin thì cái giá lúc nào nó cũng mắc hơn những cái xe lỗi trên thị trường, nó vài chục triệu nha cô chú anh chị. Nó cũng mình cũng đừng có so sánh, ông bà mà nói tiền nào thì của đó thôi. Keo cột trụ A trụ B những nút đinh tán của nhà sản xuất này vậy thôi, căng đét đèn đẹp luôn nè, ốc bảy màu luôn, nguyên bản luôn. Đây hợp đi chân lên đi xuống và quý anh chị nhìn nè, nói chung chủ người ta đi người ta giữ rất là kỹ. Xe này là chính chủ luôn nha cô chú anh chị nha, chưa ký ủy quyền lần nào luôn đó. Anh chị lấy là ký qua cho anh chị, còn chị thích rút thì mình rút ha. Xe thì với phiên bản là số sàn, dung tích con xe này là một bản 1.6 nha anh chị nha, hai túi khí anh chị không. Đây vô lăng em nói là vân nổi nè, rất chi là ok luôn, mặt đồng hồ nhìn rất là hay, sáng bóng. Xe thì có hỗ trợ một remote khóa cửa tự động, máy lạnh ok, dàn nhạc dập sập sình các kiểu, con này đều cho cô chú anh chị à trải nghiệm ha. À, nhạc thì ok rồi, lạnh thì bao luôn anh chị thấy không. À, tay lái trợ lực, đèn còi xi nhan đầy đủ. Dòng xe này máy này thì anh chị không phải suy nghĩ luôn, nói chung nó nổ rất là êm, nổ đứng sát bên phải lắng tai mới nghe được tiếng máy nổ nha quý anh chị nha. Anh chị nghe tiếng máy không, đứng sát bên lắng tai mới nghe được tiếng máy nổ đó, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Máy móc thì anh chị cứ khỏi phải suy nghĩ ha. Đây rất khô ráo và sạch sẽ anh chị thấy không, vàng ươm. Đây máy này chị nhìn ghi không, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đây nắp capo kèo cột, những nút đinh tán của nhà sản xuất là vẫn còn nguyên bản vậy thôi, không có dấu hiệu bị lỗi ha, không bị cứng đụng, không ngập nước ha. Cam kết cô chú anh chị luôn nha đó, bên em bán xe nào rin nói rin ha, xấu nói xấu, đẹp nói đẹp ha đó. Một cái form dán cho chiếc xe Chevrolet Cruze sản xuất đời 2010, giấy tờ sang tên ok cho anh chị đều được, chính chủ ký cho cô chú anh chị. Và đây là hệ thống dàn khoang gầm của em nó. Đây với một hệ thống dàn khoang gầm này thì anh chị khỏi phải suy nghĩ luôn, em nó đẹp lắm, nó đẹp đẹp chi mà đẹp lạ, đẹp lùng chung như mùng vẫn còn đẹp là đây đó. Quý anh chị của chú nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798 22220 để mình sở hữu qua chiếc xe Chevrolet Cruze sản xuất đời 2010 với phiên bản là 1.6 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi không hết niên hạn nữa ha. Với một hệ thống khoang cốp thì trước sờ màn hình quý anh chị thấy xe này khoang cốp rất là rộng nha anh chị nha. Một cuộc hành trình đi du lịch xa thì quý anh chị cô chú đừng tha hồ mà đựng đồ luôn nha, đụng nói chung là đụng cũng khá là nhiệt anh chị thấy nè. Đây nỉ rin theo xe của em nó vẫn còn luôn nè anh chị thấy không, tôn tiếng nè, vàng ươm luôn, bánh sơ cua nè anh chị thấy không, vẫn còn cái độ rin của em nó như vậy. Thì những dấu hiệu nó là con xe của mình rất rin, rất liền, rất là anh chị thấy không? Những lúc đinh tán của nhà sản xuất nè chị nhìn nè, keo chỉ nè căng đét đèn đẹp luôn, không mất một phần nào luôn đó. Quý anh chị cô chú nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp sở hữu chiếc xe Chevrolet Cruze sản xuất đời 2010 với số tiền là 170 triệu đồng này thì xin mời lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798 22220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc chú đà gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé.